Vì ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lân la hỏi thăm, len vào trộm đi khê ước trăm năm. Hello, Xuân Đức xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang xem video của bên hệ thống nhạc cụ King Music. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay ở cái video này thì Xuân Đức sẽ giới thiệu và khoe với tất cả các bạn một cái sản phẩm gọi là bảo bối khi mà quay clip của Xuân Đức. Và muốn chia sẻ cái sản phẩm này đến tất cả mọi người, các bạn đang muốn xây dựng kênh TikTok hay là muốn xây một kênh YouTube hay là làm sáng tạo video trên tất cả các nền tảng mạng social, mạng xã hội bây giờ. Đó chính là một cái micro thu âm không dây cực kỳ là chất lượng của Winmark, được mang tên là Winmark Plus. Và sản phẩm này thì được tích hợp sẵn cả một cái đốc sạc như thế này nhé các bạn nhé, có sẵn cả một cái đốc sạc như thế này, và nó có cả mic đơn và mic đôi. Trên tay Xuân Đức đang là một cái bộ micro Winmark Plus mic đôi, gồm có hai mic và một đầu thu. Đầu thu này chúng ta sẽ cắm vào trực tiếp vào điện thoại. Thì nó có cả của iPhone lẫn của Android nhé, cổng Lightning lẫn cái cổng Type-C đấy. Và cái sản phẩm micro không dây Winmark Plus này thì về phần thiết kế các bạn có thể nhìn thấy này. Em quay cận vào đây cho mọi người nhìn thấy. Về phần thiết kế của cái micro Winmark Plus này thì các bạn có thể nhìn thấy này, trên đây là một cái lưới để thu âm, và nó có bộ phận lọc tiếng ồn cũng như là không lọc tiếng ồn. Đó, mình chỉ cần gạt cái nút này xuống thôi. Bây giờ Xuân Đức sẽ sử dụng chính cái mic, Xuân Đức đang sử dụng chính cái mic này để thu âm cho các bạn này. Và các bạn có thể nhìn thấy nhá, khi mình sờ vào cái đây đầu thu này, các bạn nghe thấy tiếng sột soạt đúng không? Và ở bên phải của nó nhá, và ở bên phải của mic thì sẽ có hai cái nút như này. Cái nút này chính là mình gạt xuống, nó sẽ hiện lên như thế này, lọc tiếng ồn nhé các bạn nhé. Gạt lên là không lọc tiếng ồn này. Lát nữa thì Xuân Đức sẽ test âm thanh của cái mic này khi mà đi ở ngoài đường thì nó như thế nào, và mình thử thu âm với guitar thì nó ra làm sao. Cái nút bên phải của mic chính là cái nút nguồn, nhưng khi các bạn ấn vào cái nút này một lần nhé, màn hình này hiện sáng, đó chính là chế độ vang. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Nghe như kiểu là chế độ vang karaoke nhỉ. Ấn một lần nữa thì lại là tắt đi. Các bạn ấn hai lần nút này sẽ là câm tiếng, và ấn hai lần nữa thì sẽ quay trở lại. Chế độ sử dụng pin của cái mic này lên đến 9 tiếng. Và khoảng cách của cái mic này được bắt lên tới 30 m nhé. Tức nghĩa là khi mà Xuân Đức cầm cái mic này thì có thể di chuyển cách xa cái điện thoại khoảng 30 m, vẫn có thể bắt thu âm rất là rõ ràng. Và lát nữa thì mình sẽ thử cho các bạn cùng xem. Đây chính là cái kẹp mà để cài vào áo nhé, rất là tiện lợi đây anh em ạ. Đó, đây mình sẽ dùng cái mic này để cho mọi người cùng xem. Đây là một bộ mic đôi, và đó là chân iPhone của Winmark nhé các bạn nhé. Và cái sản phẩm này thì nhìn rất là sang trọng, và mọi người được tặng kèm cả một cái vỏ hộp như thế này. Đâu nhỉ? Đó, tặng kèm cả một cái vỏ hộp như thế này, và anh em gói gọn vào trong như thế này thì nhìn mang đi đâu rất là tiện đúng không? Kéo khóa lại cái là xong. Winmark này. Đấy. Và ở bên trong này thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm cả một cái cáp sạc chân Type-C như thế này, để sạc cho cái đốc sạc như thế này. Các bạn cắm vào đây và các bạn cắm vào một cái cổng để các bạn sạc thôi. Rất là tiện dụng và dễ dùng. Đó, ở đây thì các bạn có thể tham khảo được cả, đây là giấy tờ của hướng dẫn sử dụng của cái mic này. Ngoài ra thì cái sản phẩm này thì được bảo hành trong vòng 1 năm, và được lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu có bất kỳ lỗi gì của nhà sản xuất. Đó. Và ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử test âm thanh của cái mic này khi chơi với đàn guitar thì nó sẽ như thế nào nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử test cái micro thu âm Winmark Plus này với cả cái đàn guitar Key02 Plus của bên hệ thống nhạc cụ King Music phân phối, xem nào cái micro này thu âm tiếng đàn cũng như là giọng hát thì có hay không nhé. Và các bạn hãy cùng nghe âm thanh của sự kết hợp giữa micro thu âm không dây Winmark Plus với cả guitar, và mình sẽ đệm hát vào một bài nhé. Ok, nghe thử nào. Vì ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lân la hỏi thăm, len vào trộm đi khê ước trăm năm. Ngày hôm ấy theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cánh khóc hoang tìm nhau, ai đong ai đếm hết bao giọt sầu. Hỏi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng, liệu có biết ở nơi nào không, có là nào trông như lá diêu bông. Hỡi diêu bông ơi hỡi diêu bông, la 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 la, vì mai người ta sẵn đi lấy chồng. Các bạn nghe có thấy ok không? Đây là chế độ thu âm bình thường. Và khi mình bật chế độ tiếng vang này này, các bạn nghe có thấy vang hơn không? Bây giờ mình thử hát một đoạn khi mà bật tiếng vang sẽ như thế nào nhé. Vì ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lân la hỏi thăm, len vào trộm đi khê ước trăm năm. Ngày hôm ấy theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cánh không hoang tìm nhau, ai đong ai đếm hết bao giọt sầu. Nghe cũng ra gì phết nhỉ. Ok, và bây giờ mình sẽ test thêm những chức năng tiếp theo của cái micro không dây WinMark Plus này nhá. Đây là mình quay khi mà chưa sử dụng micro WinMark Plus. Và bây giờ em kết nối cái đầu wireless đấy bạn ạ. Và đây là khi mình sử dụng micro WinMark Plus. Và mình đang để chế độ rất là bình thường, không có lọc tiếng ồn. Khi mà bên trái là đường, bên phải là trung tâm thương mại, thì các bạn có thể nghe thấy ở đây rất là nhiều tạp âm. Và khi bây giờ thì mình thử bật cái chế độ lọc tiếng ồn lên thì sẽ như thế nào nhé. Xe máy đi qua này, tắt này. Mọi người nghe có rõ không ạ? Chế độ lọc tiếng ồn của micro WinMark Plus này thì như mình sử dụng thì mình cảm thấy cái mic này rất là đáng đồng tiền, rất là đáng mua trong cái tầm giá, và rất là thích hợp và rất là hữu dụng khi mà những người nào mà mới dùng, mới làm TikTok, mới làm vlogger, mới làm TikToker đó. Khoảng cách mình có đi xa, đi như thế nào đi chăng nữa thì cái mic này nó vẫn đảm bảo được chất lượng rất là ok. Và hãng thì thông báo là micro WinMark này khoảng cách đi xa được tới 30 mét, chế độ pin lên đến 9 tiếng. Thì cái này là đúng là một cái bảo bối chứ còn là cái gì nữa, đúng không các bạn? Quay thế này anh em có thấy ồn nữa không? Micro WinMark Plus này rất là uy tín đúng không? Xuân Đức đang đi ở đường Tân Mai, Hoàng Mai, và bây giờ đang là khoảng tầm 8 giờ 30, và đường thì đang rất là đông đúc, các phương tiện đi lại. Thời tiết thì cũng đang có rất là nhiều gió nữa. Và các bạn nghe tiếng mà micro WinMark Plus này để thu âm như thế nào. Thực sự để mà nói thì rất là đáng đồng tiền bát gạo đúng không? Và sản phẩm này thì đang được T-Music phân phối độc quyền tại hệ thống nhạc cụ T-Music. Và nếu như tất cả các bạn muốn sở hữu một cái chất lượng mic thật tốt và giá thật là rẻ, dành cho những người đang muốn tập tành làm video TikTok, video YouTube, hay là sáng tạo video trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, thì đây chính là một cái bảo bối cực kỳ đáng mua của anh em. Ok, và các bạn thân mến, ở cái clip này thì Xuân Đức muốn chia sẻ với tất cả các bạn về một cái bảo bối dành cho những người mà đang muốn làm YouTuber hay là làm TikToker, hay là các bạn muốn làm vlog, sáng tạo một cái nội dung nào đó để đăng trên các nền tảng mạng xã hội bây giờ. Thì chỉ cần một cái điện thoại iPhone hoặc là Samsung, hay là một cái điện thoại Android bất kỳ, và kết hợp với cả một cái micro WinMark Plus như này, thì các bạn có thể thỏa sức sáng tạo. Bởi vì là mình thấy là về cái chức năng của micro WinMark Plus này thì có rất nhiều, đầy đủ các chức năng của những cái micro không dây đắt tiền được tích hợp trong cái con micro WinMark Plus này. Và giá của một bộ mic đơn thì là đang giảm giá còn có 750.000, và giá của một bộ mic đôi như thế này đang giảm từ 1,5 triệu giảm còn 950.000 nhé. Rất là rẻ luôn, rất là đáng đồng tiền bát gạo dành cho những người đang tập tành làm sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội nhé. Và hy vọng là những cái chia sẻ những cái hiểu biết và những cái review vừa rồi của Xuân Đức thì sẽ làm cho các bạn là có một cái trải nghiệm tốt hơn về cái sản phẩm của Winmark Plus này. Và xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công trong cuộc sống. Cảm ơn. Bye bye. Và quên mất, sản phẩm Winmark Plus này thì được hệ thống nhạc cụ Music phân phối chính hãng. Và nếu như các bạn muốn đặt hàng thì có thể bấm vào số điện thoại đây này. Còn bây giờ thì mình xin phép mình đi về ăn cơm tối đây. Vợ gọi rồi. Bye bye nhé.